chiều ngày 14 tháng 1, Chi đoàn Thanh niên Khối Chính quyền huyện đã tổ chức thành công đại hội điểm cấp cơ sở khối hành chính sự nghiệp lực lượng vũ trang huyện Định Hóa, nhiệm kỳ 2022-2024. Tới dự đại hội có đồng chí Lý Văn Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện, các phòng ban chuyên môn cùng lãnh đạo huyện đoàn và 67 đoàn viên của Chi đoàn Khối Chính quyền. Nhiệm kỳ 2019-2022, 100% đảng viên, đoàn viên đang sinh hoạt trong Chi đoàn Thanh niên Khối Chính quyền được học tập nghị quyết Đại hội Đảng, đoàn các cấp, tham gia các phong trào, các đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng và giáo dục truyền thống. 100% đoàn viên tham gia vào các hoạt động do Ban chấp hành Chi đoàn tổ chức. Chi đoàn được xếp loại vững mạnh, 100% đoàn viên xếp loại tốt, xuất sắc. Trong nhiệm kỳ, Chi đoàn Thanh niên Khối Chính quyền đã tổ chức và phối hợp tổ chức được 5 cuộc thăm hỏi, khám bệnh, tặng quà cho 45 gia đình chính sách trên địa bàn huyện với tổng trị giá 16 triệu đồng. Định kỳ 2 tháng một lần tổ chức vệ sinh đoạn đường được giao quản lý, thu hút được trên 300 lượt đoàn viên tham gia lao động. Chi đoàn Thanh niên Khối Chính quyền cũng đã thực hiện công trình thanh niên để chào mừng đại hội chi đoàn, đó là công trình chăm sóc hàng cây hai bên tuyến đường sang khu trung tâm văn hóa thể thao huyện. Với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, đại hội đã đề ra chỉ tiêu, phương hướng công tác của Chi đoàn Thanh niên Khối Chính quyền nhiệm kỳ 2022-2024. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2022-2024 gồm 5 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Khắc Trung tiếp tục được đại hội tín nhiệm tái cử chức danh Bí thư Chi đoàn nhiệm kỳ 2022-2024. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, huyện Định Hóa lần thứ 21, nhiệm kỳ 2022-2027, gồm 3 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết. Nhân dịp này, Chi đoàn Khối Chính quyền huyện đã tổ chức lễ trưởng thành đoàn cho 14 đồng chí đoàn viên trong khối.